Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước giữa nắng tràn gờ phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen, giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng cười lên. Và gió quá tàn cây qua trong tiếng trẻ thơ đồ vui cười, và nắng trên lá reo người xanh tươi sang Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe giang phố hòa một niềm tin reo ca eo ê ô. Từ nơi đảo xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Bao la đất trời quê hương xanh ngời, sẽ tay đón nắng mai cười trong mắt. Bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Hey! Woo! Và gió qua tàn cây qua trong tiếng trẻ thơ đồ vui cười, và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sang Việt Nam ơi. Hey! Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe sang phố hòa một niềm tin reo ca ê ô ê ô. Từ nơi đảo xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Bao la đất trời quê hương xanh ngời, dệt tay đón nắng mai cười trong má. Bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Nhìn ca eo ê ô. Tay nối tròn Việt Nam, bao la đất trời quê hương xanh ngời, rồi tay đón nắng mai cười trong mắt. Bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Hey! Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Vâng, và chúng tôi xin được đồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn đến với đêm diễn thứ 6 của Sao Mai Điểm Hẹn, đêm của những thử thách mới. Một tiết mục rất sôi động đã cùng mở đầu chương trình ngày hôm nay và mang tới một không khí đầy hứng khởi. Một lần nữa hãy cùng cảm ơn vũ đoàn Minh Nhật và đặc biệt là chàng ca sĩ dễ thương của chúng ta, ca sĩ Huy Quyết. Cảm ơn Huy Quyết và hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi nhé. Cảm ơn bạn. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, âm nhạc và tình bạn, những cung bậc cảm xúc buồn vui, hạnh phúc xen lẫn với nuối tiếc là những gì mà tất cả chúng ta đã cùng nhau cảm nhận được ở đêm gala đầu tiên tuần trước. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng trở lại với những giây phút đáng nhớ ấy. Trải qua 4 live show với các phong cách âm nhạc khác nhau,
Vòng 1 của Sao Mai Điểm Hẹn tại thành phố Huế đã khép lại với một đêm gala hấp dẫn, ngập tràn âm nhạc của tình bạn, của cảm xúc dâng trào và sự sẻ chia. Không còn tâm lý ganh đua, các ca sĩ lần lượt bước lên sân khấu và cống hiến những tiết mục mới, đa dạng đến công chúng. Điểm diễn có nhiều sự kết hợp sáng tạo thú vị giữa các phong cách và hình ảnh, khiến cho khán giả rất đã mắt, hoàn toàn bất ngờ với các phần biểu diễn. 12 giọng ca trẻ cùng bước ra sân khấu trong bài hát truyền thống của Sao Mai Điểm Hẹn, Điểm Hẹn Những Ước Mơ. Mỗi ca sĩ một hình ảnh, mỗi người một phong cách, tất cả làm nên một chặng đường đầu tiên của Sao Mai Điểm Hẹn đầy cuốn hút và những gam màu âm nhạc cá tính. Cặp song ca giữa người con của thành phố Huế, Phú Quý và người chị cả Thúy Trang rất tình tứ, trọn vẹn cảm xúc của nơi tình yêu bắt đầu, một tình yêu ngọt ngào. Hai ca sĩ ngoại đạo Thanh Thanh và Đông Hùng đã làm cho khán giả bất ngờ, cuốn hút với khả năng hát tiếng Anh cực ổn trong hai bài hit Rolling in the Deep và Apologize. Đây là điều rất mới trong Sao Mai Điểm Hẹn. Sự kết hợp độc đáo giữa song Anh, Việt Anh, Hà Anh, song Trang, Nhật Trang, Thúy Trang và song Hùng, Nam Hùng, Đông Hùng khiến khán giả rất hào hứng trong cùng một ca khúc rộn rã Xin Chào của nhạc sĩ Đức Trí. Điểm đặc biệt trong Sao Mai Điểm Hẹn năm nay là chỉ có 3 ca sĩ nữ, 3 cô gái dễ thương Nhật Trang, Thanh Thanh, Thúy Trang đã kết hợp ý ngọt ngào trong bài hát Cho Em, khiến cả hội đồng nghệ thuật và tác giả, nhạc sĩ Đỗ Bảo đều cảm thấy phấn khích hát theo. Nét nữ tính, hồn nhiên của 3 cô gái đã để lại những dấu ấn khó phai. Điểm nhấn của live show nằm ở màn phối hợp tài năng độc đáo trong Dệt Tầm Gai. Với trang phục trắng, một Việt Anh bản lĩnh, trang phục đen, một Thanh Tâm bản năng, hai hình ảnh tương phản nhau về màu sắc nhưng lại rất ăn ý về giọng hát, về độ quái cực kỳ ấn tượng. Màn biểu diễn đã nhất cho các fan nữ đó là 5 anh chàng đẹp trai Huy Quyết, Hà Anh, Đông Hùng, Duy Khánh, Phú Quý. Họ đã khiến cho các fan hâm mộ bùng nổ khi bước xuống khán giả và đốt cháy hội trường bằng sức trẻ trong ca khúc Yêu Đời. Đứng bên nhau trong tình thân ái và tinh thần đoàn kết một lòng của tình bạn, 12 gương mặt Sao Mai Điểm Hẹn 2012 cùng hòa giọng bằng một bài hát ý nghĩa của nhạc sĩ Dương Thụ, Lời Tôi Hát, trước khi đến với những giây phút hồi hộp, xúc động dâng trào, công bố người được ở lại và người phải ra đi. Vậy là Sao Mai Điểm Hẹn 2012 đã chính thức khép lại vòng 1, 6 ca sĩ dừng lại và 6 ca sĩ sẽ đi tiếp. Lê Việt Anh chinh phục khán giả và hội đồng nghệ thuật bởi cách lựa chọn ca khúc thông minh với thẩm mỹ âm nhạc tốt. Vũ Hà Anh và Phú Quý khéo léo chạm đến trái tim người hâm mộ bằng những ca khúc dễ nghe, dễ gần, những phần trình diễn cuốn hút. Với phong độ rất ổn định trên sân khấu, kỹ thuật thanh nhạc tốt, Trung Quân giành một vé của khán giả bình chọn. Đông Hùng vụt sáng trong đêm thi rock và dance, điều đó đã giúp cho chàng ca sĩ trẻ đủ sức chinh phục hội đồng nghệ thuật để giành quyền đi tiếp. Chết quái và những sự phá cách đã giúp sắc màu lạ Thanh Tâm tiếp tục chặng đường. Nhật Trang đã cảm thấy trưởng thành rất nhiều trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Rất buồn khi phải chia tay với 6 người bạn, những người đã đi theo mình một quãng đường, đã có với nhau rất là nhiều kỷ niệm. Mặc dù chia tay với chương trình nhưng mà gặp có một chút buồn. Dừng lại chưa phải là kết thúc, vì một gia đình mà 6 người thì phải đi, đó là một tổ chức rất là lớn. Thì buồn tại vì Quyết không thể cùng sát cánh cùng với các bạn, tất cả 12 ca sĩ nữa. Chúc cho các bạn đi tiếp sẽ có những màn biểu diễn thành công, càng ngày càng phát triển cái tài năng của mình để cho chương trình Sao Mai Điểm Hẹn thành công rực rỡ và mái nhà Sao Mai Điểm Hẹn luôn là mái nhà thân thương nhất. Dù còn người ở, người đi, nhưng các ca sĩ đã trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ, học được rất nhiều kinh nghiệm biểu diễn. Những người đi tiếp sẽ phải nỗ lực học tập phấn đấu hơn nữa trong cuộc đua gay cấn của vòng tiếp theo. Và đêm diễn ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại gương mặt của 6 ca sĩ trẻ trên chặng đường tiếp theo của Sao Mai Điểm Hẹn, hứa hẹn những bất ngờ, bứt phá và thăng hoa cùng với âm nhạc. Đó chính là 6 ca sĩ xuất sắc nhất của Sao Mai Điểm Hẹn 2012. Vâng thưa quý vị, Vũ Hà Anh, một chàng trai luôn cháy hết mình. Xin giới thiệu con gió lạ Đông Hùng. Nguyễn Trần Trung Quân, một giọng hát chững chạc so với tuổi 20. Một ca sĩ luôn chinh phục khán giả bởi sự trải nghiệm trong giọng hát, ca sĩ Phú Quý. Và cũng luôn chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu cảm xúc và nội lực,
Lê Việt Anh. Một ca sĩ với tư duy âm nhạc thông minh và sáng tạo, Nguyễn Đình Thanh Tâm. Chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay lớn hơn nữa để cổ vũ tinh thần cho cả 6 ca sĩ được không ạ? Rất tuyệt vời, xin cảm ơn quý vị. Trước tình cảm rất nồng nhiệt của quý vị khán giả có mặt tại đây thì chắc hẳn là các bạn muốn nói điều gì đúng không hả anh? Tôi yêu tất cả mọi người rất nhiều. Yes. Thế còn Nguyễn Đình Thanh Tâm thì sao? Hãy luôn đồng hành cùng Sao Mai Điểm Hẹn. Không Hùng thì sao được? Cảm ơn tất cả các bạn. Lê Việt Anh. Các bạn rất là tuyệt vời. Và bây giờ là Nguyễn Trần Trung Quân. Cuồng nhiệt lên các bạn ơi. Và cuối cùng là ca sĩ Phú Quý. Hãy chạy hết thân cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau cổ vũ tinh thần cho cả 6 ca sĩ để các bạn có được sự thành công trong những thử thách tiếp theo của Sao Mai Điểm Hẹn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn các ca sĩ và hãy sẵn sàng cho những phần trình diễn của mình trong đêm nay. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ live show ngày hôm nay, live show đầu tiên của giai đoạn 2, tất cả sự bình chọn của khán giả dành cho các ca sĩ trong giai đoạn 1 sẽ được tính lại từ đầu và những tin nhắn bình chọn của giai đoạn 1 sẽ không còn giá trị trong vòng này. Khác với giai đoạn đầu tiên, bắt đầu từ tuần sau, thưa quý vị, mỗi đêm diễn chúng ta sẽ phải chia tay với một ca sĩ và sau đó mà sự cổ vũ và ủng hộ của quý vị là vô cùng quan trọng đối với các ca sĩ của Sao Mai Điểm Hẹn. Quý vị hãy nhắn tin vào cú pháp là SM cách X cách Y, trong đó X là mã số bình chọn của ca sĩ và Y là số người có cùng dự đoán quý vị và gửi về tổng đài của chúng tôi 6562. Hệ thống bình chọn sẽ được mở từ 20 giờ tối nay cho tới 12 giờ trưa thứ bảy kế tiếp. Mỗi tuần sẽ có một giải nhất trị giá là 5 triệu đồng chúng tôi dành đến cho quý vị khán giả may mắn nhất. Và ngày hôm nay, các thành viên của hội đồng nghệ thuật sẽ trở lại với vị trí quen thuộc của mình, đó là đưa ra các lời nhận xét về các phần trình diễn của các ca sĩ. Xin giới thiệu đạo diễn Phan Huyền Thư. Ca sĩ Tùng Dương. Nhạc sĩ nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu các chuyên gia đồng hành cùng chương trình, hai chuyên gia về kỹ thuật biểu diễn đến từ Thái Lan, Jojo và Vo. Giám đốc âm nhạc Đỗ Bảo. Chuyên gia tạo mẫu tóc Quấn Hà Lan. Chuyên gia thiết kế trang phục Trung Thanh Phong. Và chuyên gia trang điểm Hồ Khanh. Ban nhạc của Sao Mai Điểm Hẹn, ban nhạc đến từ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Thưa quý vị, chuyên gia thanh nhạc của tuần thứ 6 này là ca sĩ Mỹ Linh. Nhưng mà rất đáng tiếc vì lý do công việc đột xuất mà chị đã không có mặt tại sân khấu lúc này. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn với những tình cảm mà ca sĩ Mỹ Linh đã dành đến với chương trình và đặc biệt là dành cho 6 ca sĩ. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự đồng hành của các khách sạn Imperial, Jobera, Central.